Huyền Thư, Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trải bài chung có chủ đề về tình yêu của người đó dành cho bạn. Người đó là bất kỳ ai mà bạn nghĩ đến. Trải bài này bắt nguồn từ những chia sẻ của các bạn, những người mà vừa có tình yêu mới sau đổ vỡ, sau ly hôn. Nhưng các bạn đang gặp phải một vấn đề, đó là các bạn bị trỗi dậy những tổn thương, những nỗi sợ mà người cũ dành cho các bạn. Và các bạn để năng lượng đấy sống lại, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại. Cho nên trong trải bài này, mình có 6 câu hỏi cho 6 trải bài chung để giải quyết vấn đề về tình yêu của người đó đối với bạn ấy, thì gồm 6 câu hỏi như sau này. Một, đó là tâm tư thật sự của người đó đối với bạn, với mối quan hệ của hai người, họ đến với bạn vì điều gì? Câu thứ hai là họ đến với bạn vì điều gì? Câu thứ ba là trong mắt họ bạn là người như thế nào? Câu thứ tư là họ có yêu bạn không? Tình yêu của họ đối với bạn như thế nào ấy? Câu thứ năm là họ đã quên được người cũ chưa? Và câu thứ sáu là họ có muốn cam kết xây dựng mối quan hệ này không nhá? Đấy, thì mình đọc 6 câu hỏi để các bạn biết là trong trải bài này sẽ có 6 câu hỏi như thế. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đọc bài. Trước khi đọc bài thì Huyền Thư nhắc là đây là trải bài chung mang nguồn năng lượng tổng hợp, nên không phải lúc nào cũng có thông điệp các bạn cần và thông điệp trùng khớp với câu chuyện của các bạn nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu đọc bài. Trước mặt các bạn là ba trải bài với ba câu hỏi mình đã nói. Câu hỏi đầu tiên đó là tâm tư thật sự của người đó đối với mối quan hệ của bạn và hai người. Tâm tư thật sự của người đó với mối quan hệ của hai người. Bây giờ mình đọc câu hỏi đầu tiên nhé. Với câu hỏi là tâm tư thật sự của người đó đối với mối quan hệ của hai người, mình có thể dùng một câu thôi, đó là khi mà bạn gặp họ ấy, khi hai người gặp nhau thì họ đang ở trạng thái của death, của the death. Death đấy có nghĩa là họ đang ở trong thời gian lột xác ấy, trong thời gian lột xác này, chuyển hóa đây. Ví dụ như các bạn cứ tưởng tượng họ đang từ con người cũ, giống như là họ vừa mới chia tay hoặc ly hôn hoặc là ngắt kết nối, hoặc là ở trong một cái trạng thái nào đấy và họ đang sốc lại tinh thần ấy, đang tìm lại con người khác của mình, con người mới của mình, thì họ gặp bạn và chính bạn tạo thành cái động lực, để tạo động lực giúp họ thay đổi và phát triển hơn. Đấy, tình yêu của các bạn giống như là một cái thứ gia vị, thậm chí nó như là một ngọn lửa trong đêm đông để giúp họ ấm lại và tìm thấy cái niềm vui, sự ấm áp, sự bình yên để bắt đầu một hành trình mới mạnh mẽ hơn. Về mặt tâm linh thì đây là món quà của vũ trụ mang đến cho các bạn, cho nên các bạn cứ để ý mà xem, cứ khi nào các bạn vừa chia tay một mối quan hệ ấy, và các bạn có một khao khát, đó là tôi muốn sống khác đi, tôi muốn thay đổi, tôi muốn tốt hơn, thì ngay lập tức ở vũ trụ sẽ ship một người đến cho bạn. Thì cái mối quan hệ của hai người gặp nhau trong trường hợp này, còn nếu nó không phải thì có thể, thì đây là trả bài chung, có thể nó không đúng với bạn trong trường hợp này. Nhưng mình thấy cái mối quan hệ của hai người thường xuyên gặp năng lượng của tám kiếm, thì cái thường xuyên là ở trả bài chung có đúng hay không thì nó tùy từng đối tượng, nhưng tám kiếm nó có một cái sự mắc kẹt nào đấy. Cái mắc kẹt nó có thể ở mặt tâm trí, ở mặt biểu đạt cảm xúc, ở mặt thể bày bỏ tỏ bày tình cảm ấy. Và vì thế mối quan hệ luôn ở năng lượng của ba gậy, đó là hình ảnh của một người đàn ông đang đứng ở đôi, gọi là đôi bờ, tiến về phía trước thì thấy rất là khó khăn, mà quay lại phía sau thì cũng không được. Mà nguyên do để cho cái mối quan hệ cứ rơi vào mắc kẹt đó là liên quan đến giờ săn, đến Queen of Swords. Thì giờ săn ở đây có thể một là có một đứa trẻ cụ thể nào đấy, ví dụ như là đứa trẻ con của họ hoặc là con của bạn, hoặc là bất kỳ đứa trẻ nào liên quan đến câu chuyện của hai người, hoặc đó chính là đứa trẻ bên trong cái tôi của các bạn. Và Queen of Swords là cách tâm trí. Ở đây mình thấy có một người rất là hay suy nghĩ nhiều đến mức là giống như sự việc nó rất là nhỏ thôi thì cứ đẩy nó lên cao quá ấy, đến mức mà cuối cùng ví dụ như mọi thứ đang rất là tốt đẹp thì tự nhiên nó cứ phải thay đổi đi. Giờ Hangman là nó không còn ở cái vị trí hiện tại nữa, mà nó phải thay đổi vị trí, nó phải biến dạng đi, ở theo kiểu như thế. Và năng lượng của bảy kiếm là hai người ù té chạy khỏi nhau, hoặc bảy kiếm nó còn đại biểu cho cái việc là sở dĩ nó xảy ra những việc như thế là bởi vì bên trong có sự nghi kỵ lẫn nhau. Và mình thấy ở đây thường thường là nếu mà các bạn nghe, dù là nam hay nữ, thì mình thấy là cái người mà luôn luôn gây ra chuyện chính là người nữ, năng lượng của chín xu. Giống như là chín xu cũng là năng lượng của người nữ, khuyên đào xua cũng là năng lượng của người nữ, còn tám kiếm là năng lượng của người nam, ba kiếm Hangman và bảy kiếm là năng lượng của người nam. Ở đây mình chỉ rõ cho các bạn thấy người nam là người mà mình không biết về lý do gì, nhưng mà họ rất là khó để họ biểu đạt cảm xúc
Đối với các bạn có nghĩa là ở bên trong thì là tình yêu, nhưng ở bên ngoài không hiểu vì sao họ rất khó để bày tỏ cái tình yêu đấy, và vì thế luôn làm cho người nữ nghi ngờ đó. Và từ sự nghi ngờ mà cuối cùng xảy ra những việc nói những lời tổn thương nhau, và cuối cùng cái người nữ luôn luôn là người chủ động để rời khỏi mối quan hệ này đó, chạy khỏi mối quan hệ này và chạy về khu vườn của mình để thiết lập nên một khu vườn xinh đẹp nhá, giống như cô ấy luôn thủ thế. Tôi có sẵn một cái địa hạt của riêng mình, và bất kể khi nào mà anh không làm thật cho tôi vui ấy, hoặc tôi cảm thấy bất an, thì tôi sẽ về vườn của tôi và tôi ở đó, tôi ở một cuộc đời tự do thoải mái, tôi không muốn liên quan đến anh nữa. Ở đấy, và cái người nam này họ cũng sợ cái điều đấy. Ở giống như là giống như các bạn có tưởng tượng những người mà khi mà họ yêu một người họ chỉ muốn gắn bó ấy, gắn bó rồi là ổn định với người đấy, nhưng mà cô ấy cứ thỉnh thoảng mà cô ấy cảm thấy có vấn đề gì đấy không ổn thì cô ấy chạy đi mất, thì khiến cho họ cũng mệt mỏi. Có nghĩa là nếu mà lặp đi lặp lại nhiều lần là họ cảm thấy bực mình các bạn nhá. Ở đây có cái năng lượng là mình thấy cái người này có xu hướng là họ, cái năng lượng của tám kiếm ấy và ba gậy nó đại biểu cho cái việc là có một vấn đề gì đấy khiến cho họ không nói ra được đấy, nghĩa là cái năng lượng của tám kiếm nó họ không biểu đạt được cảm xúc ấy. Họ không biểu đạt cảm xúc được, họ có cái xu hướng là họ không nói ra cảm xúc của mình, hoặc là họ khó biểu đạt cảm xúc của mình, họ cứ giống như người bị mắc kẹt ấy. Cho nên là mới làm cho người nữ nghi ngờ, mặc dù ở bên trong là tình yêu. Vậy thì mình sẽ kiểm tra xem nó là cái gì các bạn nhé. Để mình thu bài này lại để mình xếp cái trả bài. Mình đã rõ cái trả bài này cho chúng ta thấy một câu chuyện như thế này. Ở trả bài đầu tiên ấy là chúng ta thấy là cái lý do để hai bên rất là hay hay gặp những cái xung đột mâu thuẫn trong mối quan hệ là bởi vì cái người nam rất là theo kiểu hầu như là không biểu đạt cảm xúc. Năng lượng của tám kiếm là có một cái gì đó về mặt biểu đạt cảm xúc, thể hiện tình cảm khiến cho người nữ họ cảm thấy nghi ngờ, thậm chí họ còn cảm thấy là cái người nam đó thực sự là theo kiểu giống như nửa nửa đậu nửa đùng ấy, đấy, không thật sự trọn vẹn với họ, cho nên là mới xảy ra mâu thuẫn nghi kỵ lẫn nhau. Vậy thì chúng ta tìm hiểu xem lý do vì sao người nam lại cư xử như thế, thì mình thấy thế này. Cái năng lượng của 5 gậy và 10 xu, 2 kiếm thì 10 xu chính là trung tâm. Nghĩa là nếu là 10 xu là mối quan hệ của hai người, là cái đích mà hai người muốn hướng tới, thì cái bị ảnh hưởng, cái 10 xu đang cái mà liên quan đến 10 xu và bị ảnh hưởng ấy, chính là 5 kiếm và 2 kiếm, à 5 gậy và 2 kiếm. 5 gậy là giống như có sự can thiệp vào, bởi vì các bạn thấy có hai người đang làm chung một bài toán thì có ba người kia thường tìm mọi cách để nói, để can thiệp, để phá vỡ cái không gian yên tĩnh của hai người. Vậy thì rõ ràng là ở đây có sự can thiệp của người khác. Khi lá bài nhìn vào lá bài 10 xu thì mình thấy, tự nhiên mình thấy nổi bật hình ảnh của một người đàn ông ở mà mang tính chất như là người người một người ông, người cha ở trong nhà, thì có thể trong nhà có người lớn tuổi không đồng ý cái mối quan hệ này, hoặc là vì một lý do nào đó khiến cho theo kiểu giống như mình có cảm giác như là hai kiếm, một là có người can thiệp rằng là mối quan hệ này nó rất là khó khăn, rồi người nọ người kia không ưng đâu, hoặc chính hai kiếm chính là hai con người trong trong cơ thể họ, đó là một là tâm trí, hai là tình cảm, nói rằng một bên thì muốn nhưng một bên thì nói rằng hãy cẩn thận, hãy suy xét, bởi vì cái mối quan hệ này không dễ dàng, sẽ mệt mỏi đấy, rồi sẽ gặp khó khăn đấy, bởi vì đời trai đời ớt nó đại biểu cho một cái hành trình tiến về phía trước. Ai làm sure là giống như hãy nhìn cho kỹ, hãy xét cho kỹ để thấy được rằng mọi thứ không dễ dàng đâu, giống như là cái lá bài tá chín gậy vẽ hình của một cái người mà họ đang đặt chín thanh củi thanh gỗ ở phía trước ấy, và họ suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Nhưng mình có cảm giác như là cái suy nghĩ của họ luôn luôn bị những cái vật bên ngoài chi phối ấy, khiến cho họ nghĩ về về tương lai là họ cảm thấy ngại ngần. Rồi hai gậy là bản thân hai gậy vẽ hình cái người phụ nữ dệt vải ấy, đang mang vải của mình đi chợ bán, thì thấy rằng là đêm qua những cái xe vải của mình, rồi cái nghĩa là cái con đường để mình đi đến chợ ấy, nó bị cản trở bởi những con vật như thế này. Có nghĩa là giữa hai người có những khó khăn mà mỗi và cả hai người đều mỗi người đều ôm một cái khó khăn riêng, một cái nghi kỵ riêng, và nó làm cho cái mối quan hệ lúc nào cũng cảm thấy nó chông chênh, nó bất an. Và mặc dù biết rằng là nếu như tôi và em đến với nhau chúng ta sẽ là giờ săn đấy, nhưng mà tôi cảm thấy cái con đường, hoặc là cả tôi cả em ấy ở thấy con đường đến với nhau nó còn có nhiều thứ phải suy nghĩ lại, cho nên phải suy nghĩ không phải là suy nghĩ lại, cho nên là
bởi vì họ chưa chắc chắn được là cái mối quan hệ này họ có thể vượt qua được tất cả những khó khăn đó để đến với nhau hay không, hay giữa chừng thì họ lại gặp vấn đề và phải bỏ cuộc, cho nên là hầu như là họ không rõ ràng. Có nghĩa là nó bắt đầu một cái dạng là mối quan hệ mập mờ, nên là nó không quá mập mờ theo kiểu giống như là che giấu cảm xúc, mà theo kiểu giống như là họ không cho bạn một cái câu trả lời, hoặc là bạn cảm thấy là cái người này họ vẫn có một cái gì đấy không thống nhất, không trọn vẹn với mình. Nghĩa là người nữ ấy, người nữ cảm nhận thấy điều đấy và mới xảy ra mâu thuẫn nhá. Vậy thì đàn bài này cho chúng ta thấy được nguyên do, đó là giữa hai người có những khó khăn, thậm chí có sự can thiệp của một người lớn tuổi hoặc là nhiều người lớn tuổi, và cả những khó khăn cả về khoảng cách địa lý rồi kinh tế cơ sở vật chất ấy, ở khiến cho họ suy nghĩ như thế, họ có cái lý do như thế nhá, chứ không phải là họ có cái mục đích gì mà các bạn. Nhưng mà mình cũng chưa khẳng định cái điều này. Để trả lời được câu hỏi đó thì chúng ta sang câu hỏi thứ hai, đó chính là cái người này họ đến với bạn vì mục đích gì. Đó, vậy thì ở đây mình chỉ đọc nam và nữ thôi, tùy các bạn đổi chiều. Mình thấy mà khi đến với nhau ấy thì bản thân người nam là một vô su, có nghĩa là lúc đấy anh ta đang tập trung vào sự nghiệp, và có thể người này cũng là một người thành đạt trong sự nghiệp, anh ta giỏi kiếm tiền, anh ta yêu tiền, và anh ta đang ở cái thời điểm mà anh ta cảm thấy hài lòng nhất với cuộc sống của mình. Mình thấy nếu mà dựa theo đề bài thì mình có cảm giác như người nam họ chú ý đến người nữ trước, có nghĩa là người nữ có một cái sức hút nào đó khiến cho anh ta cảm thấy bị thu hút, bởi vì bản chất của King of Pentacles đã là một người khá là tài giỏi rồi, anh ta tài giỏi, anh ta vững chắc ấy. Anh ta có một cái sự nghiệp vững chắc, thì nhìn thấy đang lội của trang vẽ hình của một cô gái rất là kiên cường, mình phải dùng cái từ kiên cường, một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, bản lĩnh, khí chất, cá tính khiến cho anh ta bị thu hút, và mình cũng cảm thấy rằng bản thân anh ta cũng có những cái gọi là cái sự mắc kẹt đấy. Các bạn cứ tưởng tượng là ông vô su, mặc dù ông ấy có tiền, ông ấy làm ra tiền, nhưng lúc nào ông cũng ngồi khư khư trong một cái lâu đài của ông ấy đấy, ông sống trong cái vòng an toàn. Thì từ khi ông ấy gặp năng lượng của Trang, nghĩa là cô gái ấy, thì bắt đầu ông bước ra khỏi cái lâu đài đấy, ông ấy dám sống thật. Giống như các bạn cứ tưởng tượng là ví dụ những mắc kẹt, những nỗi buồn, những nỗi đau, những hoài nghi thì đã được ông ấy buông buông xả, giống như giải phóng được ấy, nghỉ ngơi được đấy, và đi qua được một cái vùng mình có thể dùng cái từ là cái vùng cảm xúc đau khổ và cô đơn đấy. Các bạn cứ tưởng tượng như là ví dụ một người nào đấy họ vừa đi qua đổ vỡ, họ đang dành tất cả thời gian để họ đầu tư cái sự nghiệp chẳng hạn, nhưng mà cái tình cảm của họ thì họ chưa buông bỏ được, thì khi gặp người nữ thì người nữ đã giúp họ đi ra khỏi cái vùng đấy, buông bỏ được những nỗi đau, có thời gian để nghỉ ngơi chữa lành và vượt qua cái vùng đau khổ các bạn nhé. Trong mắt của người nam á, thì người nữ là một Queen of Swords, cô rất là thông minh đấy, và mọi lời nói của Queen of Swords đều 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 rất là hay, thậm chí nó mang một cái gì đó khiến cho người nam họ cảm thấy người nữ giống như là một cái người thầy của mình vậy, một cô giáo của mình vậy. Bất kể cái gì chỉ cần chia sẻ với người nữ thôi thì ngay lập tức anh ta sẽ có được những cái phương án đúng nhất. Mà vì thế trong mắt của người nam á thì người nữ rất là tuyệt vời, nghĩa là không chỉ có xinh đẹp đâu mà còn rất là giỏi giang, có một cái sức ảnh hưởng rất lớn, và giúp, mà thậm chí là trong một cái khoảng thời gian nào đấy họ còn cảm thấy rằng người nữ là cái người có thể giúp họ thành công, giúp họ phát triển, giúp họ tốt hơn mỗi ngày. Và chính vì điều đó mà từ khi gặp cái người nữ thì họ cảm giác như là họ tìm thấy bình yên đấy, có những khoảnh khắc họ cảm thấy rằng đây chính là hạnh phúc của mình rồi, đây chính là định mệnh của mình rồi, chỉ cần có cô ấy ở trong cuộc đời thôi thì mọi thứ đều trở nên tốt đẹp nhá. Cho nên là với câu hỏi đó là cái người này họ xuất hiện trong cuộc sống của bạn với mục đích gì, hoặc là vì sao họ xuất hiện trong cuộc đời của bạn ấy, thì mình thấy rất đơn giản, đó chính là bạn tạo nguồn cảm hứng cho họ, bạn khiến cho họ muốn thay đổi, phát triển, và họ tìm thấy được sự bình yên ở bạn nhá. Rồi, câu hỏi thứ ba đó chính là trong mắt của người nam thì người nữ như thế nào nhá. Đấy, bởi vì là các bạn tự đổi chiều, mình đọc một chiều thôi, còn các bạn tự đổi chiều nhá. Trong mắt của người nam thì người nữ là người như thế nào? Trước hết là nhìn vào lá bài The Lover ấy thì mình có cảm giác là người nữ rất là dịu dàng, một cô gái rất đáng yêu, rất dịu dàng. Mỗi khi ở bên cạnh cô ấy cảm nhận được một cái năng lượng của cái sự bình yên đấy, cái cách mà cô ấy đối xử rồi cô ấy chăm sóc mình ấy, rồi chăm sóc những người khác, sao thấy cô ấy dịu dàng đến thế, giống như là khi ở trong thế giới của cô ấy chỉ thấy có niềm vui và bình yên thôi. Nhưng đồng thời thì người nam họ cũng thấy ở người nữ ấy có rất nhiều băn khoăn, có nghĩa là cô ấy có một cái gì đó mà mình có cảm giác nhưng cũng không tập trung cho hiện tại. Các bạn cứ cảm thấy là cái lá bài của một xu ấy, vẽ hình của một cô gái đang đi trên một con đường, nghĩa là cái nhiệm vụ của cô là cô đang đi trên đoạn đường đi đâu đấy, nhưng cô ấy luôn bị những con chim làm ảnh hưởng đấy. Ví dụ như là cô ấy đang đi thì con thì đậu trên tay của cô ấy, con thì đâm vào váy của cô ấy, vân vân, để khiến cho cô ấy băn khoăn, cô ấy hoang mang, giống như là cái con đường của cô ấy đi nó bị cản trở ấy. Và cứ mỗi lần như thế thì cô ấy không giải quyết mà cô ấy chạy mất.
mất. Đấy, giống như là các bạn cứ tưởng tượng như là nếu đang đi mà gặp một vấn đề gì đấy thì sẽ không không tìm mọi cách để giải quyết vấn đề đâu, mà sẽ chạy về nhà và chui vào cái vỏ bọc an toàn của mình, đó là bốn cốc đấy, và nằm ở trong cái bốn cốc đấy, hưởng thụ cuộc sống bình yên đó. Thì trong mắt của người người nữ ấy, là người cái ưu điểm thì người nữ là người rất là xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu, nhưng mà yêu cô ấy cũng đầy bất an, là bởi vì chỉ cần gặp khó khăn thôi cô ấy chạy mất rồi nhá. Tiếp theo nữa là nói chung trong mắt của người nam này thì người nữ này là một cái người mà mình có cảm giác như là cô ấy rất nhiều tính cách, và cái tính cách của người nữ khiến cho người nam họ cũng cảm thấy đôi khi cũng không hiểu, không nắm bắt được cô ấy là ai. Năng lượng của 10 ly có nghĩa là có những lúc cảm giác như là dù khó khăn đến mấy, dù có như thế nào cô cũng vượt qua tất cả mọi thứ. Đấy giống như vẽ hình một cô gái mà có rất nhiều thứ bề bộn nhưng cô vẫn cưỡi lên một con voi và vui vẻ với cuộc sống của mình. Đấy, nhưng có những lúc thì cô lại băn khoăn ở năng lượng của AM cấp, năng lượng của một cấp của AM cấp ấy, có nghĩa là giống như là một cô gái đang chuẩn bị đi đâu đấy nhưng mà lại băn khoăn tự hỏi rằng không biết con đường mình đi rồi nó sẽ ra sao. Rồi năng lượng của ta đại biểu cho một cô gái mà nghĩ về tương lai, có những lúc thì mơ mộng nghĩ về tương lai, xây dựng về tương lai, hướng tới tương lai, nhưng mà theo kiểu như là cứ mỗi lần mà cô ấy nghĩ về tương lai thì những cái vấn đề luôn xoay quanh cô ấy. Năng lượng của Queen of Swords là vẽ hình một cô gái đang ăn, nhưng mà các bạn nhìn thấy đấy, tay cô ấy cầm cái dao, tay cô ấy cầm nĩa để cô ấy xúc thức ăn, nhưng mà mặc dù cái thức ăn đã xúc lên rồi nhưng mà cô để cho nó chảy ra bởi vì cô đang suy nghĩ về một cái gì đấy. Có nghĩa là đây là một cái người mà họ tâm tư họ quá nhiều, họ suy nghĩ rất nhiều, họ để cho rất nhiều vấn đề bên ngoài tác động vào, và cứ mỗi lần có vấn đề gì đấy thì thay vì họ buông đi để mọi thứ được nhẹ nhàng thì họ có xu hướng là họ phân tích, và giống như họ soi xét đi, thậm chí họ nghi ngờ. Cái người nam này họ thấy cái người nữ có hai khuôn mặt, có một khuôn mặt thì cô rất dịu dàng, cô rất đáng yêu, cô rất nhân hậu, rất bao dung, nhưng cũng có một cái khuôn mặt, đó là khuôn mặt của một con hổ bên cạnh một cô gái rất là yểu điệu ấy. Đó là chính là một khuôn mặt của một con hổ, có nghĩa là bất kể khi nào mà cô cảm thấy là theo kiểu giống như có cái sự an toàn ấy, nghĩa là cái sự mất an toàn hoặc là cái sự an toàn của cô ấy bị đe dọa thì ngay lập tức cô ấy thu quân. Cái năng lượng của The Chariot vẽ hình của một cô gái đang ôm đứa trẻ, thì cái đứa trẻ đấy chính là cái đứa trẻ bên trong của cô ấy. Có nghĩa là nếu mà xét cái câu hỏi là cái người nam này họ nghĩ thế nào về người nữ thì mình có cảm giác như là họ rất hiểu cái người nữ, tất cả mọi thứ xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng, rồi nỗi sợ, băn khoăn, hoài nghi, trốn chạy đấy, rồi là hy vọng, ước mơ đấy, rồi là vươn tới tương lai, nhưng mà suy nghĩ, rồi là đắn đo, cân nhắc, hoảng sợ, hỗn loạn, tất cả đều nằm trong trong cô gái này hết. Và khi mà họ cô gái có quá nhiều cảm xúc như vậy thì khiến cho họ cũng cảm thấy mệt, hoang mang, bối rối, và thậm chí có những lúc mình còn đọc được cả cái năng lượng là họ cũng cảm thấy mệt thay, và họ cũng có những lúc họ muốn tránh đi bởi vì họ cảm giác như là ở cô gái này tỏa ra một cái thứ năng lượng khiến cho họ cảm thấy mình cũng bị ngột nhá các bạn nhá. Thì đến đây ấy, mới 3 câu thôi, thì nếu bạn nghe ở đây và bạn thấy như thế thì có một lời nhắc cho các bạn là hãy ngừng yêu đó, hãy ngừng yêu. Đây chưa phải là cái thời điểm để các bạn tiếp tục yêu, tiếp tục phát triển mối quan hệ, mà là cái thời điểm để các bạn quay về tập trung vào bản thân, để gọi là phát triển bản thân, chữa lành những cái tổn thương đang còn ở bên trong mình. Các bạn đừng sợ rằng là khi các bạn tập trung vào bản thân để các bạn chữa lành thì cái người đấy họ sẽ bỏ đi hoặc là họ sẽ yêu người khác. Chỉ đơn giản một điều đó là nếu họ là của bạn thì bạn không cần phải dặn dò họ rằng hãy chờ em, mà tự họ sẽ biết cách để họ giúp đỡ bạn, họ chia sẻ cùng với bạn, họ hỗ trợ bạn trên hành trình chữa lành. Còn khi mà bạn tập trung để bạn chữa lành mà họ bỏ bạn đi mất thì chỉ đơn giản đó là đây không phải là người cuối cùng dành cho bạn thôi nhá. Thì đó là 3 câu hỏi đầu tiên, bây giờ mình sẽ làm tiếp 3 câu hỏi tiếp theo. 3 câu hỏi tiếp theo, câu hỏi đầu tiên ở phía bên trái là cái người này họ có yêu bạn không, hoặc là tình yêu của họ đối với bạn như thế nào. Mình nghĩ cái tình yêu của người này đối với bạn ấy nó cũng phụ thuộc vào cách cư xử của bạn nữa cơ. Cái năng lượng đầu tiên, năng lượng của Page of Wands, 9 kiếm và Page of Swords thì mình có cảm giác như là một bên thì muốn phát triển mối quan hệ, giống như đang rất là háo hức với mối quan hệ thì bên kia chặn lại, và cái lý do đó là 9 kiếm. Vậy thì năng lượng của Page of Swords là chặn lại đấy, giống như một người đang háo hức say mê muốn tiến về phía trước thì một người đã mang kiếm chặn lại rồi, mà lý do để chặn lại là có 9 kiếm. Vậy thì cái 9 kiếm ở đây có nghĩa là một là cái tổn thương của người nữ, nghĩa là họ tổn thương một trong hai người, bởi vì mình đọc chung ấy thì các bạn
trả bài chung, các bạn tự vận nó vào câu chuyện của các bạn, nghĩa là có một tổn thương nào đấy, một là do hai người gây ra cho nhau, hai đó là năng lượng cũ ảnh hưởng đến và khiến cho cái người nữ này không có niềm tin và tình yêu, và khiến cho người nam ấy ban đầu họ đang rất là háo hức, họ đầy tin tưởng với cái mối quan hệ này, thì bắt đầu họ cảm giác như là họ họ các bạn có tưởng tượng như một người mà đang rất là hăng say cho một cái hành trình mới của mình, xong rồi bị cái người nữ kia chặn lại rồi bác bao nhiêu thanh kiếm để đâm vào người mình ấy, khiến cho họ cảm giác như họ không sao họ thoát ra khỏi cái vùng đấy được. Nghĩa là từ đầu họ cố gắng nhưng sau đấy họ cảm thấy họ cố gắng không được, càng cố thì nó càng rơi vào 10 kiếm, nghĩa là bị tám thanh kiếm đâm thấu rồi, bị tám thanh kiếm tấn công, và nếu mà theo trải bài thì có nghĩa là tôi không cách nào thoát được và cuối cùng tôi bị chết. Nghĩa là mặc dù là tôi đã cố tình để tôi tránh những thanh kiếm của em rồi nhưng cuối cùng thì em vẫn đâm tôi chết trong năng lượng của 10 kiếm, em vẫn làm tổn thương tôi hoặc là tổn thương mối tình cảm của hai chúng ta. Mình có cảm giác là cái người nam này họ chịu đựng người nữ rất là nhiều, có nghĩa là mỗi khi mà có cái sự tổn thương thì họ giống như một cái người hàn gắn ấy, năng lượng của ba xu, họ giống như một người hàn gắn, họ đi hàn từng cái vết nứt một, nhưng mà họ càng hàn thì cái người nữ này càng rời xa. Năng lượng của Page of Pentacles giống như là cô ấy không muốn ở lại, cô ấy muốn rời đi, cô ấy muốn bước đi, bởi vì năng lượng của sáu cấp ở đây có thể liên quan đến người cũ. Vậy thì cái người cũ ở đây, một là người cũ của cô ấy, cô ấy còn yêu người cũ, hai nữa là người cũ của người nam, bởi vì rõ ràng mình thấy giữa hai người có những tổn thương nào đấy. Mà nếu các bạn lần lại những cái trả bài trước, các bạn sẽ thấy là người nam này có liên quan đến người cũ nào đấy vẫn chưa dứt ra được, hoặc là có bị ảnh hưởng rất là sâu sắc, cho nên họ không có niềm tin, họ luôn cho rằng cái người cũ đấy luôn là ký một lúc nào đấy sẽ trở lại trong cuộc sống của người nam và hai người họ sẽ trở về với nhau. Vậy thì một, đây là sự thật. Hai, đó chính là những tổn thương của cô ấy. Ví dụ như cô đã từng bị một cái nhân vật nào đấy trong quá khứ tổn thương, bỏ mặc để quay trở về với người cũ ấy, và bây giờ cô bị ám ảnh cái điều đấy, và lúc nào cô cũng đề phòng, cô sợ rằng là nếu mình yêu cái người nam này quá sâu sắc thì thế nào mình cũng bị anh ta phản bội một lần nữa. Và vì thế mình thấy có xu hướng là cô quay về, cô tập trung, cô yêu thương bản thân mình, cô bỏ mặc người nam đấy, giống như thôi tôi không yêu anh nữa đâu, để yêu anh đầy đầy hiểm nguy, đầy đầy bất an, trên tôi về tôi yêu thương bản thân tôi thôi. Và mình cũng cảm giác như là cô gái này có một đặc điểm là cứ bất kể khi nào mà cảm thấy mất an toàn là cô chạy mất, cô chạy về nhà. Giống như là em không yêu anh nữa đâu, em về nhà em ở nhà em ở cho vui, theo kiểu như thế. Mình thấy có năng lượng rất là buồn cười như thế nhá. Năng lượng trang ở đây có nghĩa là giống như là cái con gấu này giống như đứa trẻ bên trong của cô ấy đấy, thay vì giải quyết vấn đề với người nam thì cô có xu hướng để cô ấy chạy về, cô ấy yêu thương ôm ấp cái đứa trẻ bên trong của mình. Thì các bạn chú ý cho mình này, chúng ta vẫn thường có xu hướng bảo nhau rằng là chúng ta hãy quay trở về để yêu thương chăm sóc đứa trẻ bên trong mình, nhưng mà cái gì nó cũng phải hợp lý đúng không, chúng ta không thể thể chỉ vì chăm sóc đứa trẻ bên trong mình thôi chúng ta bỏ mặc cái người ta ở đấy bơ vơ ở đấy bất kể là họ như thế nào để chúng ta lo cho bản thân chúng ta thì không ổn đúng không. Chúng ta làm cái gì cũng vậy, nó phải phù hợp. Đây thì các bạn nghe câu chuyện, các bạn nghe tâm tư của họ, các bạn giống được nhìn thấy câu chuyện của mình như một bộ phim ấy, thì cuối cùng các bạn giải quyết thế nào thì mình nghĩ là chỉ cần nghe đến đây tự các bạn sẽ biết cách giải quyết nhá. Đấy, còn với Huyền Thư thì mình nghĩ là ở đây rõ ràng là người nữ vẫn có lỗi rồi đúng không, chẳng có ai yêu người ta xong rồi hễ cứ gặp khó khăn thì chạy mất cả. Đúng không, họ có làm ông bụt đi chăng nữa thì họ cũng không thể bao dung mãi cho các bạn được, cái này là sự thật nhá. Rồi bây giờ đến câu hỏi tiếp theo, đó là cái người này họ có còn liên quan đến người cũ giống như là người nữ nghi ngờ không, bởi vì mình thấy rõ ràng cái người nữ này luôn có sự nghi ngờ là cái người nam này vẫn còn liên quan đến người cũ, vẫn đang còn yêu người cũ và trước sau gì đấy thì cũng bỏ mình để chạy về với người cũ thôi đó. Hoặc là giữa họ với người cũ có một đứa con nào đấy, thì có thể là vợ cũ hoặc là có một đứa trẻ nào đó liên quan đấy, và khiến cho người nữ luôn nghĩ như thế. Thì bây giờ cái trả bài ở giữa này chúng ta hãy xem là vậy thì người nam này có còn liên quan đến người cũ giống như là người nữ suy nghĩ không nhá. Đấy, mình có cảm giác như là cái, nếu mà mình nhìn vào trải bài á thì tự nhiên mình có cái cảm nhận thôi là cái người nữ này lúc nào cũng nghi ngờ là cái người nam kia vẫn đang còn dính mắc với lại người cũ. Năng lượng của cái nam qua là giống như người cũ là một cô gái đang còn trẻ trung này, người đang còn xinh đẹp này đấy, mà bởi vì cô ấy ngang bướng ấy, cho nên là cô ấy đòi chia tay thôi chứ không phải là cô ấy chưa hết yêu rồi đấy. Cho nên là chẳng qua hai người họ chia tay là bởi vì theo kiểu vì cái tôi á, vì người nào cũng muốn hơn thua, cũng muốn thể hiện cái kiểu như là cái tôi của mình đấy, và hai người giống như là năng lượng trang, cái tôi nó giống như con
ngựa ấy. Đấy, không ai chịu ai, cho nên là hai người họ tạm chia tay thôi. Đến khi nào vui vẻ có thể tha thứ được cho nhau thì họ sẽ quay về, có nghĩa là người nữ nghĩ như thế. Còn đây tài bài chung thì có thể là trùng khớp với suy nghĩ của các bạn hoặc là không phải, thì các bạn lựa chọn lọc những cái năng lượng phù hợp nhá. Năng lượng trung hợp của Alpha, Sure và The World thì lúc nào cái người nam này, cái người nữ này, mình thấy rõ ràng bây giờ suy nghĩ của người nữ cũng suy nghĩ rằng là người nam yêu mình chẳng qua là một sự lựa chọn thôi, và bởi vì anh ta theo kiểu hai người đang chia tay cho nên là anh ta mới đến với mình, mới yêu mình, anh ta lựa chọn mình, anh ta ở bên cạnh mình, nhưng lúc nào anh ta cũng nhìn về phía người cũ, giống như con mèo ấy đang có đàn bướm bên cạnh nhưng nó luôn luôn nhìn về một hướng khác. Ở hướng khác đây chính là sau cốc, chính là người cũ, và lúc nào họ cũng có cái nỗi sợ, người nữ cũng có nỗi sợ là cái người nam này sau khi mà theo kiểu giải quyết xong với người cũ ấy, cái người cũ kia họ họ hết bướng ấy, họ hết ngang ấy, họ quay trở về họ tìm thì thế nào cái người nam này cũng sẽ cũng cũng sẽ quay trở lại với cô ta nhá. Vậy thì mình bên đây thì mình phải trả bài, mình kiểm tra xem là vậy thì cái người nam này có đúng là họ còn dính mắc với người cũ không, và họ còn chờ đợi người cũ quay trở lại không nhá. Thì chúng ta phải làm cái trả bài này thì sau đấy chúng ta mới có thể kết luận được. Mình sẽ dùng một cái bộ bài khác, là có đúng là cái người nam này đang chờ đợi người cũ quay trở lại không, và khi nào cái người cũ đó hết giận thì cái người nam này sẽ trở về với người cũ hay không nhá. Hay là một câu hỏi gọn gàng hơn, đó là họ có còn dính mắc và muốn quay lại với người cũ không, họ có còn dính mắc và muốn quay lại với người cũ không. Với câu hỏi là họ có còn dính mắc và muốn quay lại với người cũ không? Nếu mà hỏi là họ có còn dính mắc thì không. Nếu mà dính mắc thì mình không thấy có sự dính mắc. Nhưng mà có suy nghĩ, mình thấy có năng lượng của sự suy nghĩ. Mình sẽ phân tích từng lá bài một cho các bạn thấy nhé. Một là năng lượng của hai gậy. Hai gậy vẽ hình cho cái con đường mà họ đến với nhau ấy, cái người kia đang đi về phía trước. Và cái con đường mà anh ta đi giống như cái cổng ấy, phải đi qua hai cái cây cây gậy ấy, thì có con hươu đang đứng ở đấy, và anh ta băn khoăn tự hỏi là không biết có nên đuổi con hươu đi hay không, hay mình rẽ hướng khác. Nó đại biểu có sự lựa chọn, bảy cốc cũng đại biểu có sự lựa chọn. Năng lượng của 10 ly, 10 ly là giống như hai người họ đã từng sâu sắc hướng tới năng lượng của 10 ly rồi. Có nghĩa là giống như là khi mà họ chia tay thì cái người nam này họ cũng không dễ buông bỏ đâu. Có nghĩa là theo kiểu là khi bảo chia tay thì anh đồng ý chia tay đâu, mà họ cũng nghĩ đến cái việc là hai người đã từng có một cái khoảng thời gian xây dựng bên nhau hướng tới cái 10 ly, cho nên họ cũng băn khoăn lựa chọn rất là nhiều, nghĩa suy nghĩ rất nhiều cho cái việc là có nên buông bỏ hẳn cái mối quan hệ này hoặc là quay trở lại hay không. Nhưng mà mình có cảm thấy là cái người nữ này, Queen of Swords, trong cái năng lượng này thì cô ta rất là theo kiểu như là lạnh lùng ấy, thậm chí là tuyệt tình đó. Và cái người người nam nam này là một King of Pentacles, mà các bạn biết là King of Pentacles thì họ có một cái sức bền bỉ, cái sức bền rất là lớn, nghĩa là khi mà họ tập trung cho một cái việc gì đó thì họ sẽ quyết tâm đến cùng. Nhưng một khi mà họ cảm thấy đủ rồi, nghĩa là tôi đã đủ, đến đấy là đủ rồi, là họ thôi, họ sẽ không cố gắng nữa. Nghĩa là nếu còn có thể cố gắng thì họ sẽ cố gắng hết hết sức đấy. Và họ, cái năng lượng King of Pentacles họ cũng là một người có cái tôi cao vời vợi, nghĩa là họ có cái thế của họ. Họ có cái vị thế của họ chứ không phải là muốn làm gì thì làm, nghĩa là họ họ trách nhiệm thì họ trách nhiệm đấy, họ bền bỉ thì họ bền bỉ. Nhưng mà nếu là phải hạ bản thân xuống ấy, cũng phải phải hạ bản thân mình rồi phải quỵ lụy ấy, phải lụy tình thì họ không làm đấy. Năng lượng của bảy gậy là giống như họ cố gắng hết sức mà họ thấy là không đi đến đâu thì họ buông. Năm chín kiếm là họ tập trung vào cuộc sống của họ và họ hướng về phía trước ấy, cứ làm xua là họ rẽ sang một hướng khác đấy, họ quay không quay lại con đường cũ. Và khi ngược lại là họ chuẩn bị cho một hành trình mới, một hướng đi mới, không còn muốn liên quan đến người cũ nữa. Thì nếu mà với cái câu hỏi này thì các bạn có thể yên tâm là
họ không còn muốn liên quan đến người cũ nữa, mặc dù trước đấy hai người họ đã từng sâu sắc và người nam này đã từng cố gắng rất nhiều để xây dựng cái mối quan hệ đó nhá. Thì đây là trả bài chung, còn nếu các bạn muốn nghe câu chuyện dành cho mình thì các bạn có thể trả bài riêng, lựa chọn trả bài riêng số Zalo mình đặt ở phần comment nhá. Đó, bây giờ đến câu hỏi cuối cùng, đó chính là vậy thì trong mối quan hệ với bạn thì cái người nam này họ có muốn, họ có thực sự muốn xây dựng với bạn hay không? Thì mình thấy là nếu dựa vào trả bài thì chúng ta sẽ thấy là người nam này họ hiểu rất rõ cái người nữ này đã từng chịu những tổn thương, bởi vì cái lá bài ba kiếm ba gậy vẽ hình của một cô gái bị những người đàn ông trêu ghẹo đấy, thì có nghĩa là họ hiểu rằng trong quá khứ thì cái người nữ này đã chịu rất nhiều tổn thương từ những người đàn ông đó. Cho nên mình thấy là cái lá bài tiếp theo là lá bài số 7, cái vẽ hình của một người đàn ông chở một cô gái trên một cái xe đầy lúa đầy rơm rạ gì đó, nó đại biểu cho cái chuyến xe gập ghềnh, cái đường đi thì xa xôi nhưng mà dù khó khăn vất vả thế nào thì tôi cũng rất là muốn đưa em đi khỏi cái vùng sóng gió đau thương để chúng ta có một cuộc sống khác. Có nghĩa là nếu mà hỏi là thật lòng họ có thương người nữ hay không thì mình thấy họ thương người nữ, họ rất muốn mang bù đắp ấy, và mang lại những cái năng lượng yêu thương cho người nữ. Năng lượng của lá bài 17, năng lượng star còn đại biểu cho cái việc là họ có một cái, họ còn muốn hai người xây dựng cùng nhau, giống như là chúng ta cùng bên nhau và già đi ấy. Bởi vì cái lá bài số 17 lá bài star vẽ hình của một bóng của hai người, một một ông già một bà già đang nắm tay nhau đi về phía trước ấy. Đấy cũng là họ đã từng nghĩ đến cái việc là chúng ta sẽ cùng nhau già đi đó. Đây là người khá lãng mạn. Năng lượng của sáu kiếm vẽ hình của cái việc là hai người thay cùng giống như là họ muốn xây dựng một cái mối quan hệ ấy. Ừ, đấy chúng ta bắt đầu từ tình bạn đi lên, từ sự chia sẻ, từ sự thấu hiểu, rồi là từ đó mà yêu thương nhau. Mình thấy họ còn chuẩn bị rất nhiều đấy, cơ nam xua, rồi là năng lượng của ba xu, nghĩa là họ chuẩn bị rất nhiều, họ chuẩn bị những gọi là ví dụ như là cơ sở vật chất này, sức khỏe này, rồi những cái gì nó có thể là nó liên quan đến mối quan hệ để khi mà họ gặp được người nữa thì họ trở thành tốt nhất. Đấy, ví dụ như là năng lượng của nam xua là họ chuẩn bị phương tiện này, ví dụ phương tiện một cái chuyến đi đường xa, còn năng lượng của ba xu là ví dụ cơ sở vật chất này, sức khỏe này. Đấy, năng lượng của số bài là bài số 8 ấy, năng lượng strength, mình còn có cảm giác như là cái người nữ này rất là hay thất thường, thậm chí là kiểu như là cái tính cách thất thường ấy, thì mình thấy họ hết sức để họ kiểu như là họ thuyết phục ấy, họ thuyết phục, họ vỗ về, họ dỗ dành cho đến một ngày nào đấy chúng ta có thể gặp nhau, bởi vì có thể đây là mối quan hệ yêu xa nhé, hai người ở xa nhau, họ vẫn mong, họ vẫn cố hết sức để một lúc nào đấy chúng ta được gặp nhau và ở bên nhau. Vậy thì nếu mà xét theo trả bài này thì mình thấy đây là cái người mà họ nghiêm túc xây dựng mối quan hệ với người nữ nhá. Đấy, vậy thì đây là trả bài chung, có thể đúng hoặc là không đúng với các bạn, nhưng mà nếu như mà các bạn nghe trả bài này và các bạn muốn nghe một lời khuyên, có nghĩa là sau khi mình nghe xong trả bài thì mình rút ra cái lời khuyên chứ không phải là mình mang cái quan điểm cá nhân của mình vào đâu. Đó chính là ở đây mình thấy người nữ ấy chịu cái sự ảnh hưởng từ năng lượng cũ quá nhiều. Ví dụ cô ấy đã từng bị tổn thương đấy, tổn tổn thương rất là nặng nề, thì cô ấy không 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 một là không kịp chữa lành, hai là không biết chữa lành mà vác cái tổn thương đấy ném vào cái mối quan hệ này trở thành vật cản. Thì ở đây nó là một bài học thử thách cho cả hai, đó chính là người nữ phải nhận thấy cái tổn thương của mình để mà chữa lành, và đây cũng là cái thử thách tình yêu của người nam. Nếu như mà người nam mà thật sự yêu người nữ thì không vì cái khó khăn này mà bỏ đi. Nếu như chỉ vì chúng ta chỉ yêu nhau cái lúc mà tốt đẹp thôi ấy, ở chúng ta đầm ấm bên nhau, chăm sóc nhau, yêu thương nhau, say đắm với nhau thì mới yêu, còn khi nào mà gây tổn thương cho nhau thì bỏ chạy mất ấy, thì đấy không phải là tình yêu đâu các bạn. Đôi khi nó cũng xảy ra những chuyện như thế này để thử thách lẫn nhau. Đấy có nghĩa là nếu người nam thực sự yêu người nữ thì sẽ phải học cách kiên nhẫn với cô ấy, còn người nữ mà yêu người nam thì phải học cách để mà chữa lành tổn thương của mình, để xây dựng bản thân mình tốt đẹp hơn, để cùng nhau đi qua cái khó khăn này các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ trả bài một cái trả bài cuối cùng để mình kiểm tra xem là vậy thì sau tất cả thì cái mối quan hệ của hai người có nghĩa là có tiếp tục hay không ấy, hay nó chỉ là một cái theo kiểu một, tại vì chúng ta sẽ thấy rằng có những mối quan hệ nó chỉ mang tính chất là góp mặt vào cuộc đời nhau trong một hành trình nào đấy thôi. Ví dụ như họ ghé vào cuộc đời của bạn để nhắc bạn về một tổn thương nào đấy, một cái vết thương nào đấy chưa lành, và sau khi hoàn thành xong thì tự nhiên hai người tách ra, giống như là vũ trụ nói rằng thôi các con đã học xong bài học của các con rồi, bây giờ chúng ta có thể tạm biệt nhau thôi. Thì sau đấy thì hai người chia tay, mỗi người trên lại tiếp tục gặp những cái mối quan hệ khác trên hành trình của mình, hoặc là sau cái bài học này thì các bạn lại hai người sẽ thay đổi ấy tốt hơn và lại tiếp tục cùng nhau. Thì chúng ta hãy xem là
nó thuộc trường hợp nào nhé. Thuộc trường hợp đó là các bạn học xong bài học này rồi hai người chia tay đấy, bước về một hành trình khác, hay là sau khi mà học xong cái bài học để hoàn thiện bản thân thì hai người lại đi lại tiếp tục cùng nhau nữa nhé. Và các bạn phải nhớ là sau khi nghe học xong cái bài học này thì mỗi người đều phải tự nhận ra những vấn đề của mình và thay đổi, thì lần sau các bạn quay lại thì mối quan hệ nó mới phát triển tốt đẹp được. Còn nếu như mà các bạn cứ kiểu như là mỗi khi yêu nhau rồi mỗi người đều để ra cái tôi to đùng của mình, rồi tổn thương của mình ảnh hưởng đến mối quan hệ, thì dù các bạn có quay đi quay lại bao nhiêu lần vẫn không giải quyết được vấn đề đâu nhá. Rồi nếu mà đặt cái câu hỏi đó là cái mối quan hệ này có nghĩa là có khả năng phát triển hay không ấy, thì trước hết là như thế này, mình thấy cái nhiệm vụ của người nữ là người mang năng lượng của hơi mịt, giống như một cái vị thầy dẫn đường ở đi, nghĩa là phải đi qua một cái đoạn đường tối đấy, phải tự cầm ngọn đèn của mình đi qua một cái đoạn đường tối, đi rất dài rất xa để tìm thấy ánh sáng, tìm thấy giờ săn của mình. Và cái phương tiện mà cô ấy phải đi, phải học cách, đó là luôn luôn có năm gậy xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy. Và mình thấy tất cả những người nào ghé vào cuộc đời của cô gái này với năng lượng là tình yêu The Lover đều trở thành người đồng hành của cô. Đó có nghĩa là tất cả những cái thử thách mà vũ trụ trao ra để cho người nữ phải chúng ấy tìm ra là một cái bài học để dẫn dắt người khác, bởi vì mình thấy rõ ràng ở đây có năng lượng của người dẫn dắt tâm linh nhé. Hoặc là các bạn là một người hướng dẫn, người truyền đạt gì đó, thì các bạn phải học những cái bài học, và cái bài học do vũ trụ đưa ra nó cũng khá là khó khăn đấy, giống như phải tự cầm cái ngọn đèn trí tuệ đi về phía trước để tìm thấy ánh sáng của mặt trời. Và phương tiện là các bạn luôn gặp những cái khó khăn, những cái trắc trở, và tình yêu chính là cái phương tiện, có nghĩa là hai người yêu nhau xong năm gậy cũng do tình yêu mà ra đó. Có nghĩa là các bạn phải học những cái bài học tình yêu, và cái người nữ cho đến khi nào phải xác định được rằng đó là bài học của mình để bồi bổ ấy, rồi để mà hoàn thiện bản thân, tập trung người hoàn thiện bản thân, thì năng lượng của sáu kiếm và phải cố gắng, phải nỗ lực vượt qua những giới hạn của bản thân, những tổn thương, những tổn hại, những góc tối ấy. Đấy, năng lượng của ba cốc là những cái vấn đề liên quan ảnh hưởng tìm thấy bản thân của mình đó. Năng lượng của chín cốc giống như là trở về bình yên với thế giới của riêng mình, và Queen of Cups có nghĩa là tìm lại được cái năng lượng yêu thương thuần khiết của mình ấy. Thì mình thấy là ở đây thì mình không thấy rõ ràng là cái người này họ có tiếp tục với mối quan hệ của bạn nữa hay không, mà mình cảm nhận được là ở lại hay không là do người đấy, chứ còn đây không phải là người ước hẹn cuối cùng của các bạn. Có nghĩa là như thế này này, có những người thuộc về duyên, về định mệnh, có nghĩa là tôi với anh có một ước hẹn cùng nhau, và chúng ta bởi vì có duyên với nhau rồi đấy, giống như bị buộc nhau lại rồi thì không đi không được. Nhưng mà ở đây mình thấy rằng là bất kể một cái người nào ghé vào cuộc đời của người nữ cũng đều phải mang đến, cũng phải học những cái bài học do vũ trụ thử thách. Vậy thì cái kết mở ở đây là đến thằng yêu hay không là do hai người thôi, do người nam thôi. Nhưng cái điều kiện để yêu đó chính là cái người nữ này phải trở thành chính gốc và khuyên độc hấp, nghĩa là phải vượt qua những cái chướng ngại, những cái tổn thương, phải má lành những cái nỗi đau và tìm lại được cái sự bình yên của chính gốc và trở thành nữ hoàng của tình yêu đấy, nữ hoàng của tình yêu ấy đấy. Và thì mình thấy là nếu mà các bạn lấy lại cái trả bài vừa rồi là cái người nam đó họ có muốn xây dựng với người nữ hay không, thì các bạn sẽ tìm thấy câu trả lời. Nhưng trước khi để người nam họ học cách họ xây dựng, họ ở lại với người nữ, thì bản thân người nữ phải trở thành một queen of cups đã nhá. Thì ở đây có một điều đặc biệt, đó là dù các bạn yêu ai thì cái người đấy cũng trở thành cái người đồng hành với bạn, họ sẽ góp phần trong cái hành trình phát triển bản thân để tìm thấy được chính mình, tìm thấy được tình yêu đích thực. Và nếu như cái người đấy họ không đủ, nghĩa là họ không kham nổi đấy, ví dụ như là yêu nhau xong rồi liên tục xảy ra những vấn đề này vấn đề kia, xong họ thấy hoảng sợ họ bỏ chạy mất, thì cuối cùng vũ trụ lại mang người khác đến nhá. Chứ còn đây không phải là cái người duy nhất, một cái người mang tính chất định mệnh là tôi gặp em rồi và từ nay trở đi tôi với em sẽ đi cùng nhau nhé, rồi chúng ta không bao giờ xa nhau nữa, là không phải đâu. Mà nó thuộc về theo kiểu vũ trụ mang đến, nhưng mà anh có đi được hay không đấy, anh có đủ kiên nhẫn đấy, đủ sức bền để đi được hay không thì đó là tùy anh. Và nếu như anh không đi được cùng với cô ấy thì tôi sẽ mang người khác đến đó. Mình thấy có điều đặc biệt là như vậy, thì trả bài chung là như thế. Còn nếu các bạn có muốn nghe câu chuyện của riêng mình thì các bạn liên hệ trả bài riêng nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn giúp Hiền Thư phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like và nhớ chia sẻ câu chuyện hành trình của các bạn ở phía dưới để mình định hướng cái trả bài chung tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.